Hello, everybody. Xin chào tất cả các bạn. Trong môn vật lý, chúng ta sẽ thấy rằng dòng điện trong các môi trường như kim loại, chất khí, chất điện phân và chất bán dẫn là phần kiến thức rất thú vị và rất là khó đối với nhiều học sinh. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng dòng điện là gì? Đó là sự dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích trong môi trường nào đó, như kim loại, chất điện phân, chất khí hay là chất bán dẫn. Ở trong những môi trường khác nhau, các hạt mang điện sẽ có cấu tạo tương ứng trong môi trường nào, không môi trường nào giống môi trường nào, từ đó tạo nên một bản chất riêng của dòng điện trong các môi trường mà chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Trước mắt, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tác hại, những cái lợi của dòng điện, tất cả các vật dụng trong nhà mà không có điện trở nên là thành những vật là vô dụng. Các bạn thấy không? Một ngày không có điện là chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống rất là buồn tẻ, mọi thứ trở nên là vô nghĩa. Máy tính thì không bật được, điện thoại thì không bật được, đèn thì không sáng, quạt thì không cháy và nấu cơm thì không được. Nên là chúng ta cứ mọi thứ nó trở nên là vô dụng khi không có dòng điện. Nhưng mà dòng điện cũng có những tác hại lên cơ thể của con người, nguy hiểm, nguy cơ như là điện giật. Con người có thể nguy hiểm bởi là tia hồ quang điện, dòng điện truyền qua người khi chạm vào mạch điện hoặc là sự phóng điện từ một bộ phận mang điện qua không khí vào cơ thể. Nếu người đó đến quá gần các bộ phận mà có điện cao áp. Hoặc là trong đó đặc biệt quan trọng là cơ tim và cơ phổi gây tổn thương đến sự sống hoặc làm ngưng trệ cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Tùy theo giá trị của dòng điện đi qua cơ thể mà có tác động khác nhau. Người ta chia ra ba mức độ của dòng điện kích thích, đó là dòng điện cảm giác, dòng điện co giật hay dòng điện rung tim. Dòng điện cảm giác là dòng điện mà qua cơ thể gây kích thích mà con người cảm nhận được nhưng chưa gây nguy hiểm cho con người. Theo quy định là mốc quốc tế là ngưỡng cảm giác là 0,5 mA. Và chúng ta chỉ có cảm giác là giật tê thôi. Dòng điện co giật là dòng điện tự buông, là dòng điện chạy qua cơ thể gây co giật và vẫn còn có thể tự buông tay ra khỏi vật mang điện. Theo quy định quốc tế thì ngưỡng đó là buông là 10 mA. Như vậy các bạn có giật ra và các bạn co giật cái tay và tay các bạn có thể buông ra được thì dòng điện lúc đó là cỡ là 10 mA. Nhưng có những dòng điện lớn hơn và dòng điện gây là dòng điện là rung tim, là dòng điện chạy qua thể mà gây là rung tim và nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Ở đây không có thời gian nên cô chỉ giới thiệu với các bạn những cái tác hại của dòng điện như thế thôi. Và hàng ngày chúng ta vẫn tiếp cận với lại dòng điện và chúng ta vẫn có những cái giật điện mà sơ chúng ta thấy là nhói tim hoặc là những cái dòng điện mà chúng ta giật mà chúng ta có thể là co tay hoặc là thả tay ra được thì những cái dòng điện đó là cỡ là 10 mA chẳng hạn. Và khi các bạn đã biết tác hại của dòng điện thì khi các bạn sử dụng điện bạn hãy tuyệt đối là an toàn là đưa lên hàng đầu là trên hết. Và nhất là một số các bạn sau này các bạn đi học các bạn sẽ học về cái hàn chì hàn xì chẳng hạn thì hãy nhớ là gì phải có bảo hộ đúng không nào, bảo hộ thật là an toàn khi sử dụng các nguồn điện. Và sau đây cô sẽ giúp các bạn giúp chúng ta ôn tập hệ thống câu hỏi để chúng ta sẽ học về cái chương dòng điện trong các môi trường và giúp các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ 1. Chúng ta sẽ bắt đầu các em nhé. Câu hỏi số 1 đầu tiên, trong khối kim loại mô tả như hình bên, hãy điền vào dấu ba chấm. Ở đây chúng ta sẽ có được các ion liên kết với nhau một cách có các electron tự do chuyển động ba chấm. Chúng ta có 10 giây, chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời. Các ion dương thì sắp xếp liên kết với nhau một cách như thế nào? Đó là một cách có gì? Có trật tự và electron thì chuyển động hỗn hỗn loạn. Đây là một linh kiện điện tử hầu hết là xuất hiện trong các mạch điện tử và chúng ta học từ lớp 9 cho đến lớp 11, lên lớp 12, các bạn vẫn nghe một cái đại lượng đó và bạn hãy cho cô biết đó là linh kiện điện tử mang tên là gì?
gọi nó là gì. Nếu các bạn mà tò mò thì các bạn sẽ thấy là tất cả các mạch điện đều có những cái linh kiện này. Đó chính là điện trở. Và các bạn sẽ học về điện trở lớp 9 nè, lên lớp 11 nè, các bạn vừa học xong các điện trở. Thì đây chính là cái linh kiện trên mạch điện tử của chúng ta, đó chính là điện trở. Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng? A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. B. Nhiệt độ của kim loại càng tăng thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều. C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự của mạng tinh thể. D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều với điện trường. Chúng ta có 10 giây. Như vậy thì dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do. Như vậy các em sẽ thấy rằng câu A là câu đúng. Câu không đúng, các bạn phải chọn ra được 3 câu đúng và 1 câu sai. Nhiệt độ càng cao, đúng là nhiệt độ càng cao thì các nút mạng tinh thể chuyển động càng nhanh và electron sẽ tự do sẽ di chuyển và sẽ va chạm vào nút mạng tinh thể càng lớn hơn và tạo nên là gì? Điện trở càng lớn. Và nguyên nhân của điện trở do là sự mất trật tự của mạng tinh thể là đúng. Và khi có điện trường thì dưới tác dụng của điện trường, electron sẽ dịch chuyển ngược chiều điện trường. Như vậy đáp án sai của ta đó là câu D. Đúng nào? Đặt vào hai đầu vật dẫn hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng? Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều với điện trường. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường. D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều với điện trường. Và hạt tải điện của mình trong kim loại, các bạn hãy lưu ý nó phải là electron tự do. Và rất nhiều bạn cũng tò mò thắc mắc là không biết bên trong dòng điện nó sẽ chạy như thế nào, electron nó sẽ dịch chuyển như thế nào trong dòng điện. Và các bạn cứ thấy là gì? Nếu như mà không có dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn thì dây dẫn chỉ là một cái đồ dùng bằng nhựa, bằng kim loại, có thể là không có tác dụng gì cả. Nhưng khi dòng điện đi qua, các bạn sẽ thấy là electron, dòng dịch chuyển các electron trong dây dẫn, nó mô phỏng trên hình vẽ ở trên, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nó tạo nên dòng điện trong kim loại. Đây chính là dòng dịch chuyển của các electron. Kim loại dẫn điện tốt vì A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn. B. Khoảng cách giữa các nút mạng tinh thể kim loại rất lớn. C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn và ở các chất khác nhau và mật độ electron tự do lớn. Đó chính là mật độ electron lớn. Ở đây chúng ta có cái công thức của điện trở chiều dài, thì cô giới thiệu bạn luôn. R bằng rho nhân L chia S, trong đó rho là điện trở suất, đơn vị là ohm nhân mét. R là điện trở, S là diện tích tiết diện ngang, và chúng ta dùng là đơn vị là mét vuông. L là chiều dài, đơn vị là mét. Đây là một ứng dụng của dòng điện trong môi trường nào? Các bạn thấy ở đây là hai cái dây dẫn bằng kim loại khác nhau. Các bạn thấy nè, bản chất khác nhau đốt một đầu. Chúng ta sẽ thấy đó chính là dòng điện trong gì? Kim loại. Và hiện tượng đó chính là cặp gì? Cặp nhiệt điện. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào A. Nhiệt độ của kim loại. B. Bản chất của kim loại. C. Kích thước của các vật dẫn làm kim loại. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn của kim loại. Đó chính là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn của kim loại. Điện trở sẽ không phụ thuộc vào. Khi nhiệt độ của khối kim loại tăng 2 lần thì điện trở xuất.
Các em biết rằng là gì? Điện trở xuất là R rho bằng rho 0 nhân 1 cộng alpha nhân delta T. Như vậy thì nhiệt độ mà tăng lên 2 lần thì chưa đủ điều kiện để xác định được. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng như thế nào? Và hiện nay các bạn sẽ thấy rằng là có những cái vật dụng mà hiện siêu dẫn có cái nhiệt độ là cao chẳng hạn, và ứng dụng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực về cơ khí, tàu điện ngầm rồi chẳng hạn các bạn, người ta nói là dùng vật liệu siêu dẫn. Như vậy hiện tượng siêu dẫn là gì? Là cái điện trở nó giảm xuống bằng không khi, tức là không có điện trở nữa các bạn, tức là một cái dòng điện mà không hề có điện trở nha. Như vậy thì dòng điện sẽ rất là lớn. Đó chính là câu C. Xuất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện phụ thuộc vào yếu tố nào? Đó chính là gì các bạn? Hiệu nhiệt độ của cặp gì? Nhập nhiệt cặp nhiệt điện. Hiệu. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng cái hệ số alpha này là một cái con hệ số là chúng ta sẽ thấy là nó không đổi với những cái nhiệt cặp nhiệt điện bằng những vật liệu không đổi chẳng hạn. Anh này chỉ phụ thuộc vào vật liệu nha. Như vậy thì xuất nhiệt điện động sẽ phụ thuộc vào đó là cái gì đây? Hiệu nhiệt độ của hai đầu cặp nhiệt điện. Hạt tải điện trong kim loại là gì? Các bạn hãy nhớ rằng nó chính là gì? Electron, nhưng mà nó là electron tự do. Đây là ứng dụng của một dòng điện. Đây là ứng dụng nào của dòng điện trong kim loại? Bên này chúng ta sẽ thấy đốt thiếu electron và nhiệt độ bên này là chênh lệch nhiệt độ, bên này lạnh hơn, electron sẽ dồn bên đây nên là thừa electron, một bên thiếu electron một bên thừa electron, và đó chính là ứng dụng của nào của dòng điện trong kim loại. Đó chính là gì? Cặp nhiệt điện. Cặp nhiệt điện các bạn nhé. Và hàng ngày chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà trời mưa, những cơn mưa đầu mùa thì các bạn sẽ thấy là dông và sấm sét nha. Như vậy đây chính là ứng dụng của dòng điện trong môi trường nào? Đó chính là môi trường gì? Chất khí. Và các em sẽ thấy rằng nếu như mà cái môi trường dòng trong không khí mà có sự dẫn điện thì rất nguy hiểm đối với con người. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy rằng là ở không khí các bạn sẽ thấy là các ổ điện nhà chúng ta, nếu như mà xảy ra cái dòng điện này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, các cái ổ điện đều xảy ra được cái hiện tượng đó là dòng điện như là sét ở đây, thì rất là nguy hiểm. Như vậy thì trong điều kiện nào nó mới xảy ra được cái dòng điện trong chất khí này? Chúng ta tiếp tục qua câu hỏi của chúng ta. Không khí ở điều kiện thường không dẫn điện vì sao? Ở điều kiện thường là không dẫn điện được các bạn. Vì sao? Nhưng nếu như ở điều kiện thường mà dẫn điện thì rất là nguy hiểm đó các em nhé. Không khí ở điều kiện thường thì không dẫn điện. Khẳng định một điều vậy đối với các em. Đó chính là vì nó luôn, các phần tử không khí luôn trung hòa về điện, không có hạt tại điện ở đây. Như vậy muốn có hạt tại điện thì chúng ta sẽ ion hóa cái các các phân tử không khí này để cho nó có hạt tại gì? Tại điện. Khi đốt nóng chất khí có điện trở lên vật dẫn, nó có điện trở lên vật dẫn vì sao? Đốt nóng không khí có, nó trở nên dẫn điện. Cô đọc nhầm các bạn nha. Khi đốt nóng không khí nó trở nên dẫn điện. Đốt nóng có nghĩa là bạn đã có tác nhân ion hóa.
Nó dẫn điện có nghĩa là nó phải có hạt gì? Hạt tại điện, đúng không? Như vậy thì y các phân tử không khí bị ion hóa và thành các hạt mang điện tự do. Ở đây, các bạn sẽ thấy rằng là thiết bị sau đây ứng dụng để làm gì? Các bạn sẽ thấy những cái thiết bị này để làm gì? Đây là một cái cột thu lôi chống sét ha. Vậy ứng dụng nó để chống sét, hay các bạn nói đó là cột thu lôi. Và tại sao nó là một cái cục kim loại các bạn, và nó có những cái đầu nhọn như thế này để hút gì? Hút sét, hút điện tích vào cái vật nhọn này các bạn. Và người ta để cho chống sét an toàn, người ta sẽ gắn vào những tòa nhà cao để nó hút sét. Và cái nguyên lý của nó là có một cái đầu nhọn này để ở trên nóc nhà. Và chúng ta sẽ thấy rằng là sét nó sẽ đánh vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống dây dẫn nối xuống đất để cho tiếp đất. Được nha. Và các bạn có một lời khuyên cho các bạn là gì? Về mùa mưa giông sấm sét, các bạn không nên núp mưa ở dưới những gốc cây quá cao. Bởi vì cây cao là thường sét nó sẽ đánh, nó đánh vào cây. Và không ở trong các cái ở ngoài mưa giông sấm sét, không ở dưới các cái cây đa cây đồ các bạn. Về thường là chúng ta thấy là báo đài là nó cứ là gì thông báo lên cho chúng ta biết là có những vụ sấm sét rất là thảm hại, gây đến là con tử vong cho con người chẳng hạn. Ví dụ như là ngoài Bắc, ngoài Bắc thì thông thường là hay đi làm nông làm ruộng, và mưa giông thì có những cái cây đa lớn các bạn, thì người dân thường hay là núp mưa thì rất là dễ bị sấm sét, và chúng ta nên tránh là sấm sét mưa giông, không đứng ở dưới những gốc cây cao. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của A, các ion dương; B, các ion âm; C, ion dương và ion âm; và D, ion dương, ion âm và electron tự do. Đáp án của mình đó là ion dương, ion âm và electron tự do. Nguyên nhân của hiện tượng nhân hạt tại điện. A, do tác nhân bên ngoài, do số hạt tại điện ban đầu rất ít ban đầu được tăng tốc trong điện trường va chạm vào các phần tử chất khí gây ra ion hóa. C, lực điện trường bức electron khỏi nguyên tử. Và D, nguyên tử bị suy yếu và tách thành electron tự do vì ion dương. Đó là câu B. Đây là ứng dụng của dòng điện trong môi trường nào? Đó chính là dòng điện trong chất khí. Và đây chính là hồ quang điện. Và các bạn sẽ thấy rằng là gì? Hồ quang điện thì dòng điện nó rất là lớn. Như vậy khi các bạn mà sử dụng nó, ví dụ như bạn là sau này bạn học cơ khí chẳng hạn, bạn hàn xì chẳng hạn, thì bạn hãy nhớ là có bảo hộ lao động. Và khi chúng ta biết được tác dụng của dòng điện rồi, tác dụng của dòng điện rất là, dòng điện trong chất khí này có dòng rất lớn và điện áp rất lớn, thì các bạn sẽ biết là cách như thế nào để sử dụng an toàn, để không bị bị bỏng các bạn. Ở đây có thể là gây bỏng hoặc gây gì, cháy nổ hoặc là hỏng giác mạc khi chúng ta nhìn trực tiếp vào nó. Như vậy chúng ta nhớ là hãy gì, bảo hộ an toàn. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng phóng điện trong chất khí? Chắc chắn các bạn sẽ thấy không phải là hồ quang điện. Cô vừa nói đó là ứng dụng của dòng điện trong chất khí. Và dòng điện trong chất khí cũng có sét và buri để đánh lửa trong xe máy. Thì chúng ta chỉ còn một đáp án, đó là đáp án gì? D. Cơ chế nào sau đây không phải là cách tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực ở chất khí? Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử bị ion hóa.
Điện trường trong chất khí rất mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp. Cathode làm nóng đỏ lên, có khả năng tự phát ra electron, đốt nóng khí để nó bị ion hóa trở thành điện tích. Chúng ta đã có đáp án đó là câu D. Dẫn điện của chúng ta đó là quá trình dẫn điện tự lực. Và quá trình dẫn điện tự lực, ví dụ như hồ quang điện hồi nãy của bạn đó, đó chính là quá trình dẫn điện tự lực, không cần tác nhân bên ngoài, tự lực. Trong các chất sâu, chất không phải là chất điện phân. Đó chính là nước nguyên chất. Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là chính là gốc axit và gốc bazơ. Bản chất của dòng điện trong chất điện phân là A. Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường. Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường. Dòng ion dương và ion âm dịch chuyển theo hai hướng ngược chiều trong điện trường. Đáp án của mình đó là khi mà muối, bazơ và axit phân ly thì tạo thành là H ion cộng là ion dương và ion âm. Như vậy dưới tác dụng điện trường nó sẽ dịch chuyển theo hai hướng ngược chiều nhau. Chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại là vì mật độ electron tự do nhỏ hơn kim loại, khối lượng và kích thước ion lớn hơn của electron, môi trường dung dịch rất mất trật tự. Và chúng ta thấy là cả ba nguyên nhân trên. Bản chất của hiện tượng dương cực tan là cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy, cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học, cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi. Hiện tượng dương cực tan đó các bạn. Tan ra, tức là bị mòn đúng không? Ván đó là câu C. Khi điện phân nóng chảy muối của kim loại kim, thì cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực dương. Cả ion của gốc axit và ion của kim loại đều chạy về cực âm. Ion của kim loại chạy về cực dương, ion của gốc axit chạy về cực âm, ion của kim loại chạy về cực âm và ion của gốc axit chạy về cực dương. Kim loại nó chính là các cation và chính là các ion dương. Thì nó phải chạy về cực âm. Đáp án là câu D. Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi A. Điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc. B. Điện phân axit sulfuric với cực dương là đồng. C. Điện phân dung dịch muối đồng sulfat với cực dương là graphite. Điện phân dung dịch niken sulfat với dương cực là niken. Đáp án đó là câu C. Khối lượng chất giải phóng ở điện cực bình điện phân tỷ lệ với A. Điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân, thể tích dung dịch trong bình, C. Khối lượng dung dịch trong bình và D. Khối lượng của chất điện phân. Đó là câu A.
Nếu dòng điện không đổ chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan, thì khối lượng muối giải phóng không tỷ lệ thuận với A. khối lượng mol của chất đương lượng hóa, B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân, C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân, và D. hóa trị của chất điện phân giải phóng. Đáp án đó là câu D. Hiện tượng điện phân không ứng dụng để A. đúc điện, B. mạ điện, C. sơn tĩnh điện, và D. luyện nhôm. Đáp án của ta là câu C. Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian lên 2 lần, thì khối lượng giải phóng của điện cực sẽ M sẽ bằng K nhân Q, và nó bằng K nhân Y nhân T. Y tăng 2, T tăng 2. Như vậy thì nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian 2 lần thì phải đáp án C mới đúng các em nha. Tăng 4 lần mới đúng, đáp án C. Trong hiện tượng điện phân dương cực tan, một muối xác định muốn tăng khối lượng giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng. Và chúng ta thấy rằng là đáp án nào đây? Đó chính là tăng cái thời gian lên. Các chất trên gọi là gì? Vi silic nè, zirconi nè, rồi bo nè. Silic hoặc là silicon, bạn sẽ nghe rất là nhiều. Như vậy nó chính là gì? Chất bán gì? Bán dẫn. Đây là các transistor là ứng dụng của dòng điện nào? Nó chính là ứng dụng của dòng điện trong chất gì? Điện phân. Xin lỗi các bạn, dòng điện trong chất bán dẫn. Nhận định nào sau đây không đúng về điện trở của dòng điện trong chất bán dẫn? A. Thay đổi khi nhiệt độ thay đổi. B. Thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào. C. Phụ thuộc vào bản chất. Và D. Không phụ thuộc vào chất khí. Vào kích thước, cô xin lỗi. Không đúng về điện trở của chất bán dẫn. Và đáp án của mình đó là câu D. Đây là loại bán dẫn loại gì? Silic và phosphor. 2, 4, 5. Silic 4, dư electron. Và đó là bán dẫn loại N. N là negative. Đây là loại bán dẫn gì? Bo có 3 cái hóa trị thôi. Và khi mà liên kết với silic có 4 hóa trị, như vậy thì nó phải thiếu electron, nên electron của anh silic này đi về đây để liên kết với bo cho nó đủ. Như vậy thì nó sẽ chừa lại lỗ trống. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thấy lỗ trống sẽ di chuyển rất là nhiều trong cái khối bán dẫn có tạp chất này. Tức là chúng ta pha các tạp chất vô để cho điện trở của nó giảm xuống. Và các bán dẫn tinh khiết á, thì điện trở nó rất là lớn, cho nên người ta tìm cách là người ta pha lẫn tạp chất vô để điện trở của nó giảm xuống. Đó là bán dẫn loại B. Silic pha tạp chất arsen, nó trở thành bán dẫn. Ta xem từ arsen là nó hóa trị bao nhiêu.
silic là hóa trị 4 chẳng hạn, và hạt tải điện cơ bản của nó electron và bán dẫn nó loại N, có nghĩa là arsen nó sẽ dư electron. Silic pha dẫn tạp chất nào sau đây không cho bán dẫn loại B? Không cho bán dẫn loại B thì nó sẽ cho bán dẫn loại gì? Đó chính là phospho. Phospho là các bạn thấy rằng là hóa trị 5 đúng không? Đúng rồi. Nên là phải là bán dẫn loại N. Lỗ trống là A hạt, một hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện tích dương. Ion dương có thể di chuyển tự do trong bán dẫn. Một vị trí liên kết bị thiếu electron nên mang điện tích dương. Một vị trí lỗ nhỏ trên bề mặt khối kim chất bán dẫn. Và đáp án đó là câu C. Pha tạp chất dono vào silic sẽ làm mật độ electron dẫn trong bán dẫn rất lớn hơn so với mật độ lỗ trống. Mật độ lỗ trống trong bán dẫn lớn hơn so với mật độ electron dẫn. C. Các electron liên kết chặt chẽ chẽ hơn với hạt nhân. Các ion trong bán dẫn có thể dịch chuyển. Ta sẽ thấy đáp án là mật độ electron dẫn trong bán dẫn sẽ lớn hơn mật độ của lỗ trống. Trong các chất sau, tạp chất nhận là pha lẫn tạp chất để làm gì? Để làm giảm điện trở trong chất bán dẫn. Và đáp án của mình đó là câu A. Nhận xét nào sau đây không đúng về lớp tiếp xúc BN? BN là chỗ này các bạn. Nha. Khi lớp B và lớp N thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Bên này là B là nó nhiều lỗ trống, bên này là N là rất là nhiều electron. Như vậy nó sẽ có khi tiếp xúc lại với nhau thì nó có sự là gì? Trao đổi điện tích đi qua đi lại như thế này, và bên này nó sẽ trở thành dương và âm, nó trở thành là trung hòa và nó sẽ không có điện hạt tải điện, và cái vùng này người ta gọi đó là vùng nghèo. Và vậy thì có một số bạn chúng ta học về dòng điện trong bán dẫn, nếu chúng ta chưa hiểu về dòng điện trong bán dẫn là gì thì các bạn hãy xem video của cô, và có một đoạn cô đã giải thích cho các bạn. Đây chính là cái vùng mà không có hạt tải điện, bởi vì dương với âm là nó đã gì? Trung hòa. Và lớp này chúng ta gọi là lớp nghèo. Nha. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô. Đáp án của ta đó là câu C. Nó chỉ đi từ B sang N chứ không có cho dịch chuyển từ N sang B. Đây là cấu tạo của transistor. Như vậy thì các bạn sẽ thấy bên trên này có BN, B, rồi N, BN. Như vậy cấu tạo của nó sẽ là gì? B, B và N, hoặc là N, BN. Đó, đó chính là cấu tạo. Đáp án của mình đó là câu A. Như vậy các em nhìn hình ảnh thì các em sẽ dễ nhớ bài hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ cô thấy rằng là cái việc làm của cô rất có ý nghĩa, có thể hỗ trợ các bạn học lý thuyết rất là tốt. Các bạn học lý thuyết được rồi thì sợ gì là bài tập, các bạn chỉ thay số bấm máy thôi. Như vậy thì ai cũng có thể học được giỏi môn vật lý hết các em ạ. Transistor BN, NBN có tác dụng
tác dụng của nó, trang store để làm gì. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ rất là thắc mắc, học xong rồi điện trở thì cản trở dòng điện, như vậy trang store sẽ làm gì? Nó chính làm một việc, đó là khuếch đại dòng điện. Như vậy thì dòng điện nhỏ xong rồi khuếch đại lên các bạn. Như vậy thì trong mạch điện mà các con transistor nó có một tác dụng, đó là khuếch đại dòng điện lên. Cô giới thiệu với ba các bạn, đây chính là hình ảnh của một con diode, và trên mạch điện diode sẽ vẽ như thế này. Và diode thì nó làm việc gì? Ta sẽ trả lời các câu hỏi của cô. Để sau khi các bạn trả lời được tất cả các câu hỏi của cô một cách đúng thì các bạn đã hiểu về dòng điện trong các môi trường rồi đấy. Và phần này lý thuyết nó cũng hơi khó, chỉ có 4 cái dòng điện mà chúng ta học thôi, nhưng mà về lý thuyết thì để hiểu được nó rất là khó, bởi vì dòng điện thì chúng ta không hề thấy được, và chúng ta chỉ có tưởng tượng ra là với lý thuyết, đó là sự dịch chuyển của các hạt mang điện tích dưới tác dụng của điện trường, rồi những cái dòng điện trong các môi trường khác nhau thì sẽ có hạt tại điện khác nhau. Như vậy ở đây đối với diode bán dẫn thì nó có tác dụng làm gì? Đó là chỉnh lưu dòng điện, là cho dòng điện đi qua nó một chiều thôi. Đó, như vậy đây chính là để chỉnh lưu dòng điện. Như vậy thì hôm nay với video này, cô muốn nhấn mạnh với các bạn ba vấn đề chính nhất, đó là ba cái linh kiện mà chúng ta cần phải hiểu được. Đó chính là diode bán dẫn, transistor và các con điện trở. Điện trở chính là ứng dụng của dòng điện trong kim loại, và diode bán dẫn và transistor. Diode bán dẫn thì chỉnh lưu dòng điện, chỉ cho dòng điện đi qua là một chiều thôi nha. Tức là những cái thiết bị mà chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều chẳng hạn. Rồi các cái con transistor trong mạch điện thì nó giờ làm một việc, đó là nó sẽ gì? Khuếch đại dòng điện. Như vậy thì các em thấy rằng là gì? Học vật lý cực kỳ hay. Như vậy thì với một phần kiến thức trong cái hệ thống câu hỏi ôn tập của học kỳ 1, cô đã giúp các bạn để các bạn có thể dễ dàng nhớ bài hơn và có thể hiểu vật lý hơn. Vật lý là các bạn phải hiểu từ từ, bởi vì nó nghiên cứu về sự vật và hiện tượng. Và trong thực tế các bạn sẽ thấy sự vật hiện tượng rất là nhiều, và không phải cái gì chúng ta cũng có thể hiểu nó. Mà nếu chúng ta hiểu được nó rồi thì chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất thú vị. Và cô chúc các bạn ngày càng yêu môn vật lý hơn.